Đầu tiên để các bạn làm được cái cuốn sách và demo như mình ở đây thì đây là một cái loại sách coloring book, đây là một loại sách low content cũng khá là dễ làm nếu mà các bạn biết cách sử dụng công cụ AI để làm nhanh. Đầu tiên các bạn vào trong ChatGPT, mình gõ một cái prompt hay đặt vấn đề là ChatGPT là một chuyên gia viết prompt trong cái nền tảng AI này để tạo ra những cái hình ảnh thiết kế. Sau khi mình đã yêu cầu ChatGPT với một cái vấn đề làm chuyên gia như thế này thì mình dán một cái prompt vào. Ở trong prompt này thì mình yêu cầu ChatGPT hãy tạo ra một cái prompt để mình đưa qua bên nền tảng AI khác để tạo ra một cái coloring với một đề tài của mình cụ thể. Sau khi xong thì ChatGPT nó sẽ gen ra cho mình một cái đấy, nó sẽ gen ra cho mình một cái prompt và mình sẽ copy cái prompt này vào ở trong cái Midjourney Discord ha. Thì mình vào Discord và duyệt, mình chọn Imagine, chọn prompt và dán vào. Thì trong cái phần này các bạn hãy dán prompt đấy vào và các bạn nhớ chọn cho mình là gạch gạch ngang AR34, rồi sau đó mình enter 34 này. AR34 này là cái tỷ lệ theo bố cục của hình chữ nhật đứng đó các bạn. Trong cái quá trình render thì các bạn đợi trong chốc lát ha, rồi sẽ render ra một cái bốn cái hình coloring tô màu như thế này. Thì trong cái bốn hình này thì mình sẽ xem hình nào đẹp thì chúng ta sẽ chọn hình đấy để mà đưa ra làm sắc tô màu ha. Ví dụ như ở trong phần này thì mình sẽ chọn U2, mình chọn U2 và mình chọn U2 này và U4. Rồi, ok, theo thứ tự như vậy thì mình cứ chọn tất cả những cái hình ảnh này và nó đưa ra rất là nhiều cái trang sách tô màu như thế này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là collect lại và download xuống trong một cái folder như thế này cho nó gọn ha. Sau khi các bạn download xuống xong rồi thì bây giờ mình sẽ qua Canva Pro và mình sẽ tạo ra một cái trang thiết kế mới. Trong cái phần này thì các bạn kích vào tạo thiết kế mới và các bạn chọn cho mình là đơn vị in và các bạn nhập cho mình là chiều rộng và chiều cao là 8,5 nhưng chiều cao là 11. Cái tỷ lệ giống như một cái hình tờ giấy A4. Đấy, rồi các bạn click vào tạo thiết kế mới. Trong cái trang thiết kế mới đầu tiên thì chúng ta có thể thêm nhiều trang hơn, các bạn click vào nút thêm trang. Rồi, sau khi xong thì các bạn click vào menu bên trái và các bạn chọn cho mình cái tiêu đề. Các bạn sẽ gọi chữ là ví dụ như là This Coloring Book Belong To. Đây là những cái cuốn sách mà mình hay tặng cho một đối tượng nào đấy. Thì các bạn có thể là ghi một cái câu đầu tiên như này ở trong cái đầu sách. This Coloring Book Belong To để mà mình tặng cho ai hoặc là thuộc về ai ha. Rồi sau đó là mình sẽ chọn một cái hình element, đó là một cái border như thế này và mình kéo to ra nó gọn trong một cái, mình tạo ra một cái khung. Thì trong cái mạng này thì mình sẽ kích vào cái color và mình tắt cái color đi và mình bật cái màu nền viền lên, thì như vậy là tạo ra một cái border viền xung quanh như thế này ha. Rồi sau khi xong rồi thì bây giờ mình sẽ thêm những cái trang mới. Rồi, khi sau khi thêm trang mới thì các bạn mở cái folder của những cái hình tô màu ra và mình sẽ kéo những cái hình này vào để mình edit lại ở trong cái những cái trang ở trong cái Canva ha. Các bạn có thể scale ra và cho nó ok một xíu ha, nó gọn gàng center ở giữa. Và xen kẽ một trang trắng và một trang tô màu để chúng ta có một bên là chỉ có hình tô màu thôi, còn bên kia là hình trắng nằm ở phía sau. Rồi, ok. Sau đó các bạn chọn thêm trang này và thêm một trang nữa này, ok. Và mình sẽ kéo cái hình thứ ba vào. Đấy, thì như vậy là các bạn hiểu cái cách làm sắc tô màu chưa nào? Thì các bạn cứ kéo vào và căn chỉnh bố cục cái hình ảnh tô màu đấy vào một cái trang giữa. Và tương tự như vậy, mình đã làm xong hết tất cả là 37 trang ha.
Thì như vậy đây là những cái ruột sách của cái cuốn sách tô màu Coloring Book. Sau khi xong hết rồi thì cái trang đầu tiên á, trang một á, thì mình sẽ làm cái tiêu đề của cái cuốn sách Coloring Book, ví dụ như là cái title book là cuốn sách này là như thế nào, thì mình sẽ làm và mình sẽ tạo ra một cái tiêu đề ở đây. Ở đây là Ocean's Coloring Book for Kids, thì mình sẽ chọn một cái, xác định cái từ nào chính thì mình sẽ to nó to ra và mình thay đổi cái phông chữ menu, phông chữ ở phía trên ha. Rồi sau đó các bạn copy ra và chọn gọi Coloring Book for Kids để cho nó đầy đủ tất cả những cái tiêu đề của cuốn sách. Các bạn canh chỉnh lại cho nó gọn gàng. Và sau đó là mình sẽ vào trong cái menu tải lên và mình chọn cho mình một cái hình ảnh tô màu. Đây, ví dụ như là một hình ảnh ở con cá voi này khá là đẹp ha. Thì sau đó mình sẽ canh chỉnh lại bố cục cho nó hài hòa cái trang đầu tiên ở trong cái ruột sách của cuốn sách tô màu. Và sau đó là các bạn kích vào menu chia sẻ và các bạn chọn khác, các bạn search chữ simple. Thì ở đây là các bạn chọn hết tất cả những cái trang hết nha. Rồi, ở trong phần này mình sẽ chọn xong. Thì mục đích của mình là muốn review lại cái cuốn sách này như thế nào ở trong cái một cái tool, một plugin của Canva Pro, cho chúng ta, các bạn click vào xem symbol ha, xem. Thì cái này cho chúng ta xem cái bạn thiết kế cái ruột sách của cuốn sách như thế nào, với cái hiệu ứng lực ha. Mình sẽ chọn cái hiệu ứng đầu tiên. Ở đây có rất là nhiều cái hiệu ứng là lật trang, nhưng mà mình chọn cái đầu tiên rất là tuyệt vời. Thì mình kích vào chọn cái này và mình chọn Canvas. Sau mình chọn Canvas xong thì các bạn đợi trong chốc lát thì nó sẽ chuyển sang một cái demo như thế này. Rồi ok, trong phần này thì các bạn nhìn thấy này, đó, nó sẽ lật ra từng trang cái hiệu ứng như vậy để tạo ra cuốn sách thật hơn. Mình chọn phóng to lên và mình sẽ click vào nút phải này ha, nó sẽ lật lật ra từng trang rất là tuyệt vời. Ok, thì như vậy là cái cuốn sách này đã xong và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Các bạn muốn có một cái kiến thức nền chuẩn chỉnh và được cập nhật thường xuyên với Quốc Anh thì các bạn có thể tham gia khóa học KDB Amazon chuyên sâu của Quốc Anh ở link bên dưới. Và cuối cùng các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh Quốc Media để nhận thêm những video mới về những kiến thức của Quốc Anh chia sẻ. Chào tạm biệt các bạn.